Những cột mốc tự hủy trong cuộc đời của Phượng Ve Lời xin lỗi liệu có giúp Phượng Ve thoát được kiếp nạn này Kính thưa quý vị khán thính giả của bản tin online Phượng Ve hiện đang là cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất nhì trên mạng xã hội lúc này Rama Loan Phượng đã để lại cho chúng ta một năm 2023 đầy nước mắt Của một người con gái bị cướp đi danh phận Ẩm ức cam chịu sự đàn áp ở cấp độ khốn nạn từ hai mẹ con Phượng Ve sáu bào nhưng cuối cùng, Hồng Loan đã thành công khép lại một năm 2023 bằng việc giữ gìn và bảo vệ được các tài sản lớn của cha để lại, thành công khóa miệng và kiểm soát toàn bộ đường đi nước bước của hai mẹ con Phượng Ve Sáu Bào trong các vụ kiện. Sau đó, Hồng Loan đã khởi đầu một năm 2024 vô cùng hoành tráng, khai trương cơ sở kinh doanh mới, một shop bán đồ phụ kiện thời trang. Hồng Loan còn tham gia vào hai dự án kịch nói bán vé Tết, xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh chiếu rạp với vai trò khách mời. Hàng loạt những điểm sáng trong giai đoạn đầu năm của Hồng Loan đã được khán giả ghi nhận và chúc mừng. Ai nấy cũng lấy làm vui khi thấy Hồng Loan nay đã cười nhiều hơn. Và càng vui hơn nữa khi Phượng Ve và Sáu Bào nụ cười dần tắt liệm cũng đúng thôi, quả báo do mình tự gieo trồng, nay mùa xuân tới, cây trái đâm chồi nảy nở, trái nghiệp của mẹ con Phượng Ve sáo bào cũng đang dần nở rộ, kiếp nạn thì sắp đến một cách liên hồi. Và sau đây, hãy cùng bản tin online điểm qua các cột mốc tự hủy của con ve trong drama này, để tuổi cần cần tự nghe và tự xem lại chính bản thân mình, ủng hộ một con ve chúa như vậy thì có xứng đáng hay không. Đầu tiên là sự kiện đi mua đất chôn cậu trước 2 đến 3 ngày cậu mất vậy đó mà cái lúc hồng loan xin cho cha được về để cha mất trong căn nhà của cha đó là di nguyện của cha thì con phượng ve nói rằng nó không muốn cậu nó về như vậy vì nó muốn còn nước còn tác muốn cứu cho được cậu cậu chưa tắt thở á, thì nó đã đi mua đất chôn sống cậu rồi mà lúc đấy nó còn giả nhân giả nghĩa như thế đúng là cái con trơ trẽn. sau đó là cái vụ lập di bằng dưới chút miệng cùng đông dương ngay trong cái ngày cậu nó mất trước đó trong buổi sáng cậu nó được chuyển từ bệnh viện về nhà khi đó cậu vẫn chưa mất Thì nó đã nhanh nhẹn đi lập di chúc miệng cùng với đồng Dương Để mà chặn đầu Hồng Loan sau này Đúng là cái con gian manh Nhưng xui là cái di chúc miệng đó nó không có hợp pháp Đúng là đáng đời Tiếp theo là cột mốc ngày 7 tây tháng 3 Nó đã tuyên bố Hồng Loan là con nuôi của cậu nó Ngay trong đám tang của cậu nó Chữ tàn nhẫn không đủ để miêu tả về con ve ngay lúc này Kế đến là vụ họp báo kệt cỡm sau đám tang vào ngày 16 tháng 6. Trước họp báo, Phượng Ve đã nói rằng sẽ sao kê, minh bạch, rồi sẽ nói tất tần tật mọi chuyện trong ngày họp báo. Nhưng cuối cùng thì sao? Vì cần nói thì nó không có nói. Toàn nói quanh co, chối tội, đổ cho người này, đổ cho người kia. Bản thân nó không nhận ra cái sai trái của mình. Khiến các khán giả phải thốt lên rằng cái loại người này không thể chấp nhận được cho nó lìa xa xã hội này đi. Sau đó là cái vụ bà Sáu kiện Hồng Loan. Đây là một chuỗi các lần đi nộp đơn kiện vô lý của bà Sáu Bào và Phượng Ve. Và đâu đó còn có các nhân vật khác can thiệp vào. Đó là bà Bảy Xèo, Két Két, Lành Lành, vân vân và vân vân. Và Rồi nhờ vào cái vụ việc kiện vô lý như vậy mà một vụ kiện sam nhất lịch sử đã được hình thành. Và từ cái vụ kiện này đã khiến cả cái bài cần cần phải đổi quần liên tục và sau này, đó là cái vụ Phượng Ve, quay trở về căn phòng đang bị phong tỏa ở nhà Hồng Loan để mà lấy tiền và vàng đang cất giấu ở trong căn phòng đó. Từng cọc từng cọc tiền đã lộ dần ra, Phượng Ve tự vỗ mặt chính mình vì từng nói câu, hồi cậu mất không có tiền, Ve phải bán vàng để lo cho cậu, không có tiền nên phải nhận phúng điếu, giờ á bại lộ hết rồi một là phượng ve có tiền mà phượng ve xạo hai là phượng ve không có tiền là sự thật và sau đám tang của cậu bằng một cách thần kỳ nào đó ve đã tự làm ra cho mình một mớ tiền ôi cái thứ ăn cắp tiếp đó là cái vụ mở quán bún bò từ thiện để rửa tiền trong thời gian gần đây chúng ta có câu nói lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm còn trong chuyện của phượng ve thì đây là lần đầu tiên có người từ thiện bằng bún bò sau cái đợt từ thiện này không biết có bao nhiêu người kém may mắn bị tiêu chảy cấp nữa đây ai đời mà đi từ thiện bằng bún bò một cái món không thể nào mà ăn lúc nguội được bởi mùi vị và hương vị lúc nguội của bún bò rất là khó ăn rồi sau này là cái vụ đi lưu diễn ở bên pháp trời ơi tưởng là lưu diễn thế nào nhưng thật ra là qua đó làm gái không hơn không kém hát trong mấy cái lớp ba đèn mờ vậy đó mà làm như mình là ca sĩ hạng sang khoe khoang các kiểu hát chui hát lót mà cứ muốn làm giọng mẹ không hà đúng là kệch cỏm và trơ trẽn vô đạo đức và vừa rồi là các cột mốc mà bản tin online cảm thấy nó khá lầm lỗi từ phượng ve và cái khoảnh khắc ngay sau đây theo bản tin online cảm nhận đây mới là đỉnh điểm và lộ rõ bản chất nhất đó là cái lúc phượng ve nói rằng ve đã sao kê mọi thứ gửi lên cơ quan chức năng nếu ai đó là con hợp pháp cứ chứng minh mình có giấy tờ hợp pháp đi rồi lên cơ quan chức năng mà xem nhưng cơ quan chức năng đó ở đâu thì phượng ve không có nói dẫu biết là hiện tại mình đang bị cả xã hội này yêu cầu sao kê nhưng phượng ve lại rất thích đem sao kê ra để đánh đố khán giả để xem với cái tính nết như thế này thì cái kết cục sẽ ra sao nhé phượng ve Phượng Ve thích làm cô chủ, thích thầu đám tang, thích thầu xây mộ, thích quyên góp, thích làm chủ nhà, thích kêu cậu bằng cha, còn thích kêu cha ruột thì bằng cậu. Rất thích đồ trang sức của cậu năm, thích bao lì xì của cậu năm, thích cái miếng đất của cậu năm, thích cái xe của cậu năm. Và Phượng Ve chỉ không thích một điều duy nhất thôi, đó là sao kê. Và thật sự là buồn cho Ve, sống tới tận 37-38 tuổi đầu rồi, mà sao Ve vẫn chơi vơi nhỉ? Trong cuộc đời của Ve, Ve hận nhất là người đã tạo nên hình hài cho Ve như ngày hôm nay. Trong tâm của Ve luôn nghĩ rằng mẹ của Ve đã đẩy Ve đi đến đường cùng như ngày hôm nay. Cũng chính vì vậy, mà mẹ sáu bào của Ve ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận mang tiếng xấu muôn đời để bảo vệ Phượng Ve bất chấp đúng sai. Phượng Ve hận mẹ vì sao không cho Ve một gia đình hạnh phúc. Hận mẹ vì sao không tiếp tục hát cải lương để nổi tiếng như cậu, để Phượng Ve đường hoàng tự hào về mẹ của Phượng Ve như cái cách mà Phượng Ve tự hào khi Phượng Ve có cậu năm. Hận mẹ vì sao vẫn lang thang rồi đây mai đó, không cho ve một mái ấm gia đình ổn định. Hận mẹ vì sao đam mê cờ bạc, bỏ ve bơ vơ lúc ve còn nhỏ, đã dẫn ve vào những nơi tăm tối của sòng bài của kiếp đỏ đen hận mẹ là tại sao không giống như cậu năm ở vậy nuôi ve mà tại sao lại phải hôm nay ở với ông này ngày mai lại ở với ông khác làm chi hận mẹ vì sao mẹ lại không dạy cho ve biết nói lời cảm ơn tử tế khi nhận được một thứ gì đó từ một ai đó biết nói lời xin lỗi thật tâm khi bản thân mình sai trái hận mẹ vì sao không dạy cho ve biết lòng tự trọng là gì vì có lòng tự trọng thì ve sẽ ngẩng cao đầu mà sống chứ không phải như bây giờ cứ cúi gầm mặt mà đi ra đường hận mẹ vì sao không dạy cho ve biết cách yêu thương một cách đúng đắn hơn khi xảy ra những sai lầm không dạy cho ve biết cách chấp nhận và sửa chữa sai lầm đó mà lại đẩy ve qua bác sĩ phụ sản để giải quyết hận mẹ vì sao không chỉ dạy cho ve trở thành một người mẹ vĩ đại với con gái nhỏ của ve mà lại biến ve thành một bà mẹ xấu xí thứ hai độc ác hơn cả phiên bản chính hận mẹ vì sao không yêu thương con gái của cậu như yêu thương ve để ve hiểu được thế nào là tình yêu thương của anh chị em trong gia đình như cậu đã từng yêu thương mẹ của ve hận mẹ vì sao không dạy cho ve biết nấu ăn làm việc nhà để ve có cơ hội nấu cho người thân và gia đình một bữa cơm tươm tất để mọi người nếm được tấm chân tình của ve qua những món ăn hận mẹ vì sao không có được những người bạn tốt đàng hoàng như cậu mà toàn là chủ nợ ve hận mẹ rất nhiều và không thể kể hết. Chính vì mẹ không dạy ve biết phân biệt đúng sai, không hiểu hai từ trách nhiệm, nên ve đã tìm mọi cách đẩy cái sai, đổ trách nhiệm của mẹ Sáu lên vai một người khác. Đó là con gái của cậu, là chị của Phượng Ve, đích thị là Hồng Loan. Thôi, hận hay giận gì cũng vậy hà, sao kê vẫn phải sao kê, đi tù vẫn phải đi tù ve à. Thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở các bản tin tiếp theo.